dự kiến mức lương mới của kế toán viên chính khi tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Theo khoản 2 điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng một tháng. Mức lương của công chức kế toán được tính theo công thức sau: lương bằng hệ số nhân mức lương cơ sở. Khoản 1 điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định kế toán viên chính được xếp lương như công chức A2, nhóm 2, A2.2 có hệ số lương từ 4 đến 6,38. Mới đây, chính phủ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng 30% mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Như vậy, đối với kế toán viên chính có hệ số lương là 4, khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng một tháng thì mức lương mới sẽ là 4 x 2,34 bằng 9.360.000 đồng một tháng. Cụ thể bảng lương ngạch kế toán viên chính như sau: